Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng trở chứng quật Trần Tuấn Anh. Trần Tuấn Anh là con trai của ông chủ Trần Đức Lương, người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 đầy tai tiếng. Nhiều dự án hàng ngàn tỷ đồng vẫn đang lỗ đều đều, phong cách rất cửa quyền và đỉnh điểm là vụ cho xe công vụ đón bà vợ bất chấp quy định của luật pháp. Vào đại hội đảng lần thứ 13, người dân cả nước chờ đợi một hình thức kỷ luật cho ông Trần Tuấn Anh, hay ít nhất cũng loại ông ta ra khỏi Trung ương Đảng để nhường chỗ cho người có năng lực hơn. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra, không những Trần Tuấn Anh không mất ủy viên Trung ương Đảng mà ngược lại còn vào được Bộ Chính trị và được phân về Ban Bí thư làm trưởng Ban Kinh tế Trung ương, vị trí mà ông Nguyễn Văn Bình đã để lại. Năng lực rất kém cỏi, sai phạm nhiều và thái độ với dân rất thách dịch. Ông Trần Tuấn Anh không có điểm sáng nào để có thể được đề cử như vậy. Nhưng vậy mà ông ta vẫn trúng cử. Và nguyên nhân là do đâu? Theo những nguồn tin ngoài luồng trước và sau đại hội lần thứ 13, thì chính ông cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có cuộc gặp riêng với ông Tổng Nguyễn Phú Trọng và kết quả là ông Trần Tuấn Anh vào được Bộ Chính trị, mặc dù uy tín của ông này trong đảng lẫn ngoài dân rất thấp. Đây là hình ảnh ông Trần Tuấn Anh đang bị thanh tra. Nguồn tin này cũng hợp lý vì với thành tích làm bộ trưởng như thế, ông Trần Tuấn Anh không thể và cũng không ai nghĩ rằng ông ta lại trúng cử cao hơn đến như vậy. Mối quan hệ giữa ông Trần Tuấn Anh và Nguyễn Phú Trọng đang là một ẩn số, nhưng mối quan hệ giữa ông cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương và Nguyễn Phú Trọng lại là mối quan hệ thân tình. Ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì mối quan hệ của bậc phụ huynh giúp cho con cái tiến thân là chuyện hết sức bình thường. Từ trước đến nay vẫn vậy. Được biết, ngay cả ông Nguyễn Thanh Nghị tiến thân cũng bởi ông Nguyễn Tân Dũng và ông Trần Tuấn Anh cũng như thế mà thôi. Có được vị thế ngày hôm nay là bởi một tay ông Trần Đức Lương lo liệu và sắp đặt. Có thể nói rằng Trần Tuấn Anh hiện nay vẫn còn là một cậu ấm chứ chưa phải là người trưởng thành. Đáng lẽ cần phải thanh tra Bộ Công Thương khi Trần Tuấn Anh còn tại nhiệm. Tai tiếng của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong giai đoạn 2016-2021 là rất nhiều, nhưng không hiểu sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương lúc đó lại không kiểm tra ngay mà đợi đến khi ông Trần Tuấn Anh rời khỏi bộ này thì mới thanh tra được. Thanh tra để tìm lại sai phạm cũ là một việc làm rất khó khăn và đôi khi không tìm được chứng cứ quan trọng. Tuy nhiên, việc thanh tra khi quan chức đó đã rời ghế dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng cũng là một chiêu thức lợi hại. Chính ông Trọng cho thanh tra và soi sai phạm của ông Đinh La Thăng từ thời ông ta còn là sếp ở công ty nhà nước PVN và cả ông Trịnh Xuân Thanh nữa. Vào kết quả là cả Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đã phải sổ khám. Vì thế hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng cho thanh tra Bộ Công Thương giai đoạn 2016-2021 là một dấu hiệu khó đoán. Người ta không biết đây là điểm lành hay điểm dữ cho đương kim trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Theo báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì vào ngày 30 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra nhiều sai phạm tại Bộ Công Thương giai đoạn 2016-2021. Ai cũng biết Bộ Công Thương trong giai đoạn này dưới quyền quản lý của ông Trần Tuấn Anh. Đây là điều bất ngờ vì không ai nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng lại nhắm vào con trai của ông Trần Đức Lương. Cũng theo báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ Công Thương và Ban Bí thư Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 có một số sai phạm, khuyết điểm, hạn chế. Mà chủ nhiệm Ban Cán sự của Bộ Công Thương lúc đó là Trần Tuấn Anh chứ không phải ai khác cả. Chiều ngày 30 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phát công báo về kỳ họp thứ 7. Theo đó, kỳ họp diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung, trong đó có liên quan đến Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Đây là hình ảnh ông Trần Tuấn Anh. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và Ban Bí thư Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thể chế, chính sách, ban hành một số văn bản không đúng quy định của luật ban hành văn bản và vi phạm pháp luật có nội dung không phù hợp. Đặc biệt, Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ Công Thương và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo.
chỉ đạo và thanh tra, kiểm tra để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu và thực hiện bổ sung quy hoạch quản lý phát triển năng lượng điện, nhất là các dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện vừa và nhỏ, trong xây dựng cơ chế, chính sách về giá điện, giá xăng dầu. Và cuối cùng, kết quả là người dân phải chịu đựng tất cả những thứ đó. Và dư luận cho rằng hiện nay đây là điểm lành hay điểm dữ với Trần Tuấn Anh đây. Bộ Công Thương thì có nhiều vi phạm trong thực hiện chính sách điện mặt trời, điện gió. Bộ Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng nêu Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch EVN có vi phạm, có khuyết điểm, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đã để xảy ra vi phạm trong công tác cán bộ, đầu tư tài chính, đầu tư xây dựng, cổ phần hóa, thoái vốn, quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong việc mua điện mặt trời, mái nhà, vân vân. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát nêu trên kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm và hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo lý mà nói thì ông Trần Tuấn Anh phải là người chịu trách nhiệm cao nhất. Nếu nói đến sai phạm của Trần Tuấn Anh thì có thể nói là tội cao như núi. Thời ông Trần Tuấn Anh làm Bộ trưởng Bộ Công Thương đã xảy ra thua lỗ của 12 đại dự án do bộ này quản lý. Và họ đã bàn giao nhiệm vụ xử lý một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương từ Bộ Công Thương sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 12 đại dự án lỗ hàng nghìn tỷ đồng, nhưng thời đó hình phạt trong Bộ trưởng kém năng lượng lực chỉ là rút kinh nghiệm sâu sắc. Đây là hình ảnh liệu ông Trần Đức Lương có còn cứu được con hay không. Ông Trần Tuấn Anh sinh vào ngày 6 tháng 4 năm 1964 và Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 29 tháng 11 năm 1996, quê quán xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế, cử nhân ngoại giao. Ông Trần Tuấn Anh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, kiêm nhiệm và đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 5 năm 2008 cho đến tháng 8 năm 2010, ông là thành ủy viên, rồi ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Từ tháng 8 năm 2010 cho đến tháng 1 năm 2016 là ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, ông đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Và vị trí hiện nay là ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương đầy quyền lực. Và tội lớn đang chờ Trần Tuấn Anh là gì? Nếu ông Trần Tuấn Anh không là con trai của ông Trần Đức Lương, cựu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì những sai phạm từ thời ông Trần Tuấn Anh còn ngồi ghế hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đủ. Thời gian ông Trần Tuấn Anh ngồi ghế Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009 và thời điểm này thân phụ của ông là Chủ tịch nước sẽ được lần lại dở lại hồ sơ trong bài viết khác ở một thời điểm thích hợp để công bố những sai phạm. Đây là hình ảnh liệu ông Nguyễn Phú Trọng có tha cho Trần Tuấn Anh hay không. Trước khi chia tay chiếc ghế ở Trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Tuấn Anh nhận được kiến nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Bộ Công Thương cần ban hành quyết định cảnh cáo hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh do không đạt được hai tiêu chuẩn tiêu chí về giảng viên, diện tích sàn xây dựng và sự xác định chỉ tiêu vượt năng lực đào tạo thực tế quá lớn ở kỳ tuyển sinh năm 2012. Trước đó, Vụ Kế hoạch và Tài chính đã phát hiện Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thu phí vượt trần đối với sinh viên kể từ năm 2010 đến 2011 dưới thời hiệu trưởng Tạ Xuân Tề và sang cả hiệu trưởng Trần Tuấn Anh. Theo đó, suốt 3 niên khóa, sinh viên trường này dù mang tiếng là học sinh trường công nhưng vẫn phải đóng học phí cao hơn so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dưới hình thức tín chỉ lý thuyết và tín chỉ thực hành. Tuy nhiên, khi thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu vào cuộc thì vào tháng 9 năm 2012, ông Trần Tuấn Anh rời chiếc ghế kiêm nhiệm tại Trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh để về tập trung làm tốt vai trò Thứ trưởng Công thương. Do đó, không có một quyết định cảnh cáo nào dành cho cựu hiệu trưởng Trần Tuấn Anh cả. Đấy là những sai phạm xa. Nếu kỳ này ông Trần Tuấn Anh bị thật thì rất có thể ông sẽ bị tội chồng tội liên hoàn. Và tương lai, ông cựu bộ trưởng đẩy tay tiếng này thế nào thì sẽ xét được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét
và đưa ra những hình thức kỷ luật tiếp theo, cũng như tiết lộ những thông tin mà ông Trần Tuấn Anh đã vi phạm để cho người dân cả nước cùng biết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 10 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng trở chứng quật Trần Tuấn Anh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.